bỏ tô luôn. Ờ. Tiếp tục quiz and chat this. Ủa sao giờ với mỗi tô quá nhiều tiền là sao nhỉ? À thì hôm nay á tô ít nhất sẽ là tô bún chỉ có giá là 20k, tô tái phần thưởng là 50k, tái cua 100k, tái nạm cua 200k, tái nạm gân cua 300k, tái nạm gân cua và giò là 400k. Hai bụng nha. Ai cảm giác ăn được 6 tô này thì cứ liên hệ với anh Hùng. Đây là một vòng xoay. Cái gì vậy? Thêm một khoanh giò. Wow. Sớm nha. Ok, sớm đấy. Ok. Đây là khoanh giò thêm của em nha. Ok. Yeah. Hello. Hello. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Khoanh Đi Hùng đây. Đây là bạn Việt đó nha. Hôm nay Việt mặc đồ rất là bảnh bao. Lịch sự ha. Đó là lý do mà anh Hùng không còn xuất hiện ở trước cái máy camera nữa, giờ một mình thôi. Ý là chiếm kênh Khoanh Đi Hùng. Ấy anh lui vào luôn hả? Đúng rồi. Rồi giờ okay. Là đổi tên kênh Khoanh Đi Hùng thành kênh Việt sáu múi nha. Rồi. Về đấy. Ok nha. Ê ok nha. Thì hôm nay cả nhà do là các anh em cũng bận á cho nên là hôm nay mình với lại Việt sẽ đi quay. Thì lát nữa ai đến kịp thì mình sẽ quay cùng với mấy người đó nha cả nhà. Hôm nay anh sẽ dẫn đi ăn món mà em yêu thích luôn. Em là người gốc Huế đây, mình nói dòng Huế cho các bạn nghe nha. Đây là mình là người gốc Huế nha. Ôi trời ơi. Anh thuộc Huế luôn. Đúng thì rồi. Hôm nay mình đi ăn gì nhỉ? À bún bò Huế, đúng rồi. Nhưng mà quán này đặc biệt là cũng là của người Huế luôn. À người Huế luôn. Cho nên là anh nghĩ hương vị cũng sẽ phù hợp với em á. Ok. Rồi, quán mình giới thiệu đến cả nhà hôm nay đó, quán bún bò 33 ở số 41 đường Lê Niệm. Lê Niệm nha. Quận Tân Phú đúng không anh? Đúng rồi, quận Tân Phú em ngay ngã tư Lê Niệm và Lê Khôi. Lê Niệm và Lê Khôi á cả nhà. Đó. Hôm nay mình sẽ có một cái game show cho Việt. Thì do là bây giờ buổi trưa quán cũng hết đồ ăn rồi. Đúng nhưng rồi. Mà đủ đồ ăn đã gọi ra cho Việt. Okay. Thì anh sẽ gọi cho em 6 tô. Ok. 6 tô thì trong giới hạn của em đúng không? 6 tô. Tô tư nhá. Rồi. Vào trong bàn đi là anh sẽ nói thêm nha. Ok. Rồi, mời em. Let's go. Yeah. 2000 years later. Sao em 4 tô ổn không? Chứ 4 tô thì vô tư nha. 4 tô thì coi như là mới tráng bùng. Ghê vậy. Ok. Bún bò món quái khẩu của em mà người Huế mà. Nhưng mà em có thắc mắc là hôm nay em ăn thế nào không? Thì rõ ràng là thắc mắc rồi. Ủa giờ nghe trò chơi nãy giờ là mình thật sự luôn đứng nãy giờ mình cũng gọi là hồi hộp lắm mọi người. Hôm bữa là ăn cái gì ăn phá lấu rồi là cũng một trò chơi rồi. Thêm nữa hả? Ủa em được 4 tô. 5 tô được chưa? 5 tô cũng được. Vô tư. Coi như ăn bữa trưa. Rồi. Rồi quốc nha. Quốc được chưa? Quốc lại mang chơi thời gian rồi. Chơi phá lấu game phá lấu thời gian rồi. Ủa nữa hả? Ủa sao ngồi mũi tí là mũi lên vậy? Không, anh hứa em đâu, tôi cuối em à. Rồi, ok. Rồi. Lần trước là em đã chơi là thời gian. Ừ. Sau mỗi dĩa là em sẽ ăn một phần. Là trong thời gian nhất định. Nhưng mà bây giờ là anh sẽ để số tiền thưởng lên mỗi tô luôn. Tiếp tục quiz and chat this. Ủa sao giờ với mỗi tô quá nhiều tiền là sao nhỉ? Thì hôm nay lần trước cũng xin đính chính với cả nhà một thông tin là dưới mỗi tô là đều có tiền hết. Tô ít nhất sẽ là tô bún. Không có gì. Không có gì nha. Tô này bỏ vào hầm đã hết. Đúng rồi. Tô này không đủ tráng miệng cho Việt nữa. Là chỉ có giá là 20k. Ok. Đó. Còn rồi. Tô tiếp theo á là tô tái. Tô bún tái. Và phần thưởng là 50k. Tô tái cua 100k. Tô tái nạm cua 200k. Tô tái nạm gân cua 300k. Và cuối cùng tôi đặc biệt tái nạm gân cua và giò là 400k. Thì mỗi tô khi mà Việt ăn hết là Việt sẽ nhận ngay luôn phần thưởng luôn. Mình rút kinh nghiệm từ cái clip trước của bé Hân là mình lúc đó là mình chỉ bốc thăm thôi chứ mình không có tiền thưởng ngay lập tức á. Cho nên là nhiều người xem cứ nghĩ là bé Hân ăn 6 tô mà bé Hân chỉ nhận được có 150 thôi. Đó. Kì, tại vì cuối clip là anh có thưởng thêm 1 triệu nữa. À. Nhưng mà nhiều người có thể là sẽ không coi được tới cuối clip á nên mọi người nghĩ là mình chỉ thưởng mấy 150 thôi thì cũng có những bình luận trái chiều. Từ đó nên mong cả nhà cũng hiểu thông cảm nha. Đó. Thì bây giờ là tiền thưởng tiền tươi luôn. Ok. Bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.
hấp dẫn nha, hấp dẫn nha, đúng đúng đi. Ok. Đó, những tô sau đó là sẽ có những bất ngờ cho em đấy. Ok, rồi. Rồi. Là giờ 3, cứ ăn thôi đúng không? Cứ ăn thôi, rồi. Ăn và thưởng thức thôi. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, làm ăn tô này trước nha. Vô. Cái này là mình gọi quán, mình nhờ quán làm theo yêu cầu của mình nha cả nhà. À, chứ bên quán thì sẽ bán không có bán bún với nước lèo không đâu, chỉ là bán ăn với tái nạm và tái nạm gân, nạm gân. Nóng không? Hút cái là hết à? Rồi. Thơm. Ngon, không còn cái gì luôn. Dạ. Hôm nay em không ăn quá lâu nên em có thể thay chuyện nha. Em có thể bỏ túi. Ok. Tay sạch, tay sạch. Tay bé ngoan là phải sạch đúng không? Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà em ăn hết tô đầu mà chưa có thịt, chưa có gì hết, em cảm nhận sao? Nếu nói về nước lèo ấy, đúng ấy là cái này là nước này là đúng này. Nó phải hơi nặng một tí để mà ăn chung với rau với các món đi kèm. Thì khi mà mình trộn rau với các thứ ngoài vào, nước nó loãng vào nó sẽ vừa ăn. Thì đúng cái nước này là đúng của bún bò này. Có nghĩa là bây giờ là mình chưa trộn cái gì vào nên nó hơi có vị đậm đà một xíu. Đúng rồi, nó sẽ hơi đậm một xíu. Với lại là vốn mình ấy bình thường thì mình cũng ăn đồ luộc không, mà mình rất là ít ăn gia vị. Nên là cái khẩu vị của mình sẽ hơi nhạt một tí. Nên là so với mọi người có thể là mình review mình thấy nó hơi đầm, nhưng có thể đối với mọi người sẽ là vừa. À hiểu rồi, tại vì việc ăn rau củ nhiều quá. Đúng rồi, mình ăn rau củ với đồ luộc không ạ. Mình rất là ít ăn gia vị tại nhà. Nên là được đó, cái vị giác của em sẽ hơi nhạt một tí. Ok, rồi mời em qua tô thứ hai. Ok. Trời, tô thứ nhất chưa kịp tráng, chưa cảm giác gì luôn. Rồi, tô thứ hai nè. Có tái nha mọi người. Ngon ấy. Nói chung á, khi mà cả nhà comment góp ý Phan Thị Hùng á về cái vấn đề mà thưởng cho các em á, thì đó là một vấn đề mà liên quan đến tiền, nó rất là tế nhị cả nhà ơi. Đối với những ai mà góp ý chân thành á thì mình sẽ lắng nghe, nhưng có những thành phần đó cả nhà là nhân cái cơ hội này á và họ dùng những cái ạc ảo, những cái ạc giả để mà họ vào, họ gọi là động á, họ comment những cái lời lẽ như vậy. Và những người mà người ta đang có cái ý định là sẽ comment giống như vậy á, là người ta thấy vậy người ta cũng sẽ comment theo, và kéo theo là rất là nhiều người comment là tiêu cực đó. Thì những ai mà mình comment mà với cái mục đích mà xấu á, là mình sẽ ẩn nha cả nhà, mình xin phép là mình ẩn, mình không bao giờ mình ẩn người ta một cách vô cớ. Chỉ những người nào mà mình thấy những cái bình luận mà lặp đi lặp lại 3-4 lần mà chỉ là những bình luận mà chê bai và lên án mình á, thì cái đó mình xin phép mình ẩn đi. Không chỉ nói đi anh. Thôi hết rồi. Không chỉ là họ làm phiền mình mà họ còn làm phiền những người mà theo dõi mà hâm mộ kênh đó em. Đó, giống như cô Năm Lương đó, đó là bị những người đó comment nói rất là nặng lời. Cho nên là bắt buộc mình phải ẩn đi. Rồi. Mình xây dựng một môi trường nó thoải mái và trong sạch cho mọi người đúng không? Chính xác. Sau khi anh Hùng đăng nói từ nhé, ảnh mất 50 hồi nào không hay ấy mọi người. Ok. Rồi, nhưng mà tức luôn nha. Đến những tô sau thì sẽ khó đây. Rồi tô thứ ba. Ok, tô thứ ba nha. Rồi. Đây mình trồng lên đây nha mọi người. Dạ, để anh thử coi cục hình nè. Để đây. Tô thứ ba. Các bạn đi quay với mình đó cả nhà, là các bạn đủ lớn rồi, các bạn ý thức được là các bạn làm gì. Chứ các cả nhà nghĩ nếu mà mình mà lợi dụng các bạn mà đi quay á, thì các bạn sẽ nhận ra và sẽ không có đi quay với mình đâu cả nhà ơi.
dễ với em đấy. Đó là thứ tư căn. Thứ tư em sẽ có bất ngờ nha. Hóng hóng. Mắm bún bò này anh em mình cũng quay một hai lần rồi cả nhà ơi. Mắm bún bò này rất là nổi tiếng luôn. Đồ ăn cực kỳ ngon. Nhiều loại topping nữa. Đây là tụi mình mới chỉ gọi 6 tô đi đúng không? Thứ với cái lượng topping này là mình sẽ gọi rất là nhiều tô. Nếu mà mình chia ra cái game như vậy. Mà bù lại á, tô đầu em không bún thì những tô sau nó đồ ăn nó cũng bù lại à. Rồi ba tô ngon, rất ngon. Nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ. Rồi tớ bất ngờ gì đây, chờ bất ngờ của anh Hùng nè. Rồi em kéo cái tô đó về đi. Ok. Ok nha. Ở nhà thấy ăn tô có tiền. Ai cảm giác ăn được 6 tô này thì cứ liên hệ Funny Hùng đi. Mình hỏi các bạn vì sao anh không lại kéo điện thoại về. Ăn xong tô này bằng bao nhiêu thời gian nó mới sẽ được cái điện thoại. Ê, đúng không? Không phải đâu em. Làm vậy là anh lỗ nặng ấy. Đây. Đây là một vòng xoay. Vòng xoay nhân phẩm nha cả nhà. Ở đây là sẽ có những cái phiếu thăm. Nội dung nó sẽ thế nào thì bây giờ anh sẽ mời em bấm. Rồi. Việt sẽ bấm. Nếu như mà trong đây ghi cái gì thì Việt sẽ ăn theo yêu cầu của cái đó nha cả nhà. Ok. Rồi bấm. Bấm nha. Rồi. Cái gì vậy? Thêm một canh giò. Wow. Sớm nha. Ok, sớm đấy. Ok. Chị ơi, chị cho em thêm một canh giò cho một cái chén á. Dạ. À vậy hả? À, rồi, à, cho em cái mỏng đi cũng được. Ok chị. Dạ. Yeah. Rồi. Ok. Trong lúc mà đợi chị lấy khoanh giò thì mình cũng xin giới thiệu cho anh cái đá me với cái đúc đậu nành quá. Đậu nành, đậu nành. À. Thôi thôi. Thôi nhìn chai đậu nành hấp dẫn ha. Rất là đã luôn á. Cái này mà uống mà trưa thì mát ha. Ừ. Thì bên quán có bán cái chai này là đá me phải lắc. Dạ. Yeah. À, họ lột bát đá me phải lắc. Đây. Đậu nành nó là 30.000 một chai. Còn đá me là 10.000 một chai nha cả nhà. Đó thì bây giờ mình sẽ uống đậu nành. Chứ mà lát nữa em bốc thăm uống cái chai này là mệt em đấy. Ồ có luôn hả? Ồ căng nha. Rồi. Đây là khoanh giò thêm của em nha. Ok. Xin mời. Rồi. Là em phải ăn hết cái này mới được thưởng đúng không? Đúng rồi. Ok. Em cái này mới được nhận 200k. Rồi. Rồi vậy thôi mình ăn đồ ăn trong ngày trước đi. Các thử có gì nè. Có nạm nè, có tái nè, có cua nè. Ngon nhá, con này phải ngon nè. Ngon, chất lượng hết. Ở trong đây á, là mình cũng nói với cả nhà luôn nha. Thì thi á là phải có thưởng, thì cũng sẽ có phạt, đúng không cả nhà? Mình phải công bằng. Chứ không phải là mình chỉ có thưởng có phạt em không, mà mình cũng không phải là thưởng em không. Ví dụ như cái này là em bị phạt rồi, thêm một khoanh giòn là em phải ăn thêm. Nhưng mà sẽ có những cái nè, bớt 100g bún đó, rồi ăn muỗng ớt, rồi cái đó là phạt ha. Rồi không hút nước lèo thì cái đó là thưởng rồi. Rồi bớt 100g đồ ăn đó thì đó cũng là thưởng. Uống một chai đá me thì đây là phạt đó cả nhà, thấy không, chia đều 3-3. Mong cả nhà là mình đừng có bình luận nói là Funny Hùng chỉ là hình phạt thôi, tại vì các em quay nhân phẩm mà, các em quay ngẫu nhiên. Ý em là ý anh là em nhân phẩm kém ấy, quay vào đây đó đúng không? Thì trước mắt là vậy đó, không biết lát sao. Dạ em cảm ơn chị. Trong khi việc ăn thì mình sẽ khui ra đậu nành để uống nha. Cái chai này nhìn mắc cười quá nè. Trời đó. Nằm nhìn tươi quá. Cố lên Việt ơi.
Ok, em không phải hấp nước lèo nha. Thôi nói chung là đôi lời mình nhận xét về cái việc anh em mình đi quay thôi, mình không muốn kể lại nhiều. Và có thể đây cũng là lâu lắm mình mới sẽ lại nhắc lại những vấn đề này. Nhiều khi là về lâu về dài có những người mới người ta xem người ta sẽ nói mình là không công bằng với các em á, thì mình sẽ nhắc lại chứ mình sẽ không nhắc lại vấn đề này thường xuyên như cả nhà. Bắt đầu thấy căng chưa? Không, chủ trương của em ăn gì cũng phải sạch, ăn xong phải lau tay mới cầm đũa tiếp. Vậy em muốn hút nước này không? Thôi, em cảm ơn anh. Ngon quá. Anh chưa ăn chưa? Mình ngồi ở đây mình ăn mà mình nghe tiếng anh Hùng cứ nuốt nước bọt ực ực cái mọi người. Thơm vừa thơm mùi bún vừa thơm mùi polymer ấy mọi người. Rồi em có tò mò và phía sau em sẽ bóp được gì nữa à không? Là quay tiếp hả? Quay tiếp chứ. Ok, giờ nhiều khi quay uống chai đá me nè. Đây rồi nè, hồi nãy là thêm một phanh giò nha cả nhà, còn bây giờ thì Việt sẽ quay nè. Tức là mình trong đường mà khoai trúng một phanh giò lại mình sẽ bỏ ăn luôn đúng không? Không em, nếu mà em quay lặp lại em sẽ được quay vòng mới. Rồi ok. Tò mò quá không biết là gì đấy. Cho em đọc nè. Bớt 100g đồ ăn nè mọi người. Chưa cả nhà. Nhân phẩm trở lại rồi. Nhưng quan trọng là đồ ăn đây ngon quá, không biết bớt cái gì ấy. Mời em bớt đồ ăn qua đây. Để mình coi có cái gì nè. À có gân nè. Gân. Tái nè, nạm nè. Cua nè. Vậy thôi rồi. Em bớt gân đi ha. Bớt gân đi. Ôi trời. Miếng này cho là 30g. Rồi. À miếng gân này nữa nè. Rồi. Rồi, 40g. Rồi, 50g. 50 nè. Và 20g đi ha. Cái này bự. 70 nè. Rồi. Rồi miếng đó 30 á. Rồi, 100g nha. Ok nha. Rồi. Bớt đồ ăn ra nha cả nhà. Rồi, mình qua cho em xin cái muỗng này. Rồi, đây. Việt Nam nói là làm đúng không em? Good. Nhưng mà em tham gia mấy cuộc thi này anh hỏi cái cảm xúc của em cái. Em thấy mấy em show như vậy nó vui hơn là cái nó sẽ này. Vui hơn. Ăn không. Cái việc mình ngồi mình ăn không ấy, mình tập trung mình ăn không nó bị thường quá mọi người. Cái việc mình như mình cũng chia sẻ một số clip trước ấy, rất là mang lại các em enjoy. À. Vừa ăn như vậy, vừa gọi là vừa giải trí vừa hồi hộp, nó sẽ tăng cái thú vị hơn kể cả cho người xem và cả người ăn như mình luôn ấy mọi người. Mình ăn cũng thấy ngon hơn nữa. Nhưng mà no chưa? Chưa. Ok. Đây mình làm mấy cái game show như vậy cả nhà. Các em ăn á là vừa sức các em thôi. Thì như cả nhà cũng góp ý á là để các em ăn nhiều quá. Cho nên là thôi lần này mình sẽ nghe theo cả nhà. Để các em ăn 6 tô thôi. Người bình thường á người ta ăn 2 tô là người ta ná thở rồi. Đi ăn 6 tô thôi nha mọi người. Phải đâu chứ, này là 6 tô này là cũng mấy tô đầu là không có đồ ăn rồi kia. Chứ nếu mà có đồ ăn hết mà ớt có chừng bay mà. Sợ ý quá. Còn tô cuối nữa. Sạch sẽ nhá. Ồ. Nhanh vậy. Money. Chỉ cần như thế.
không cần đến giấy tờ. Ôi, em nói được giọng Bắc nữa hả? Đâu, em đâu biết nói giọng Bắc đâu. Không cần giấy tờ. Không, nhiều khi nghe nó em nhái lại một vài câu ấy. Em đang theo đúng không? Đúng rồi, chứ còn mà nói giọng Bắc thì mình hỏi không được mọi người. Rồi. Bắt đầu cũng hơi nê rồi đấy. Như vậy chứ, cái này mà em thêm một chai nước là em căng đấy em à. Rồi, giờ mình bắt đầu thử thách nè. Rồi, mà đây tiếp tục mình không có set up nha, bớt 100g đồ ăn. Giờ bấm nè. Ok nha. Em hết rồi, em hiểu không? Nghe căng vậy? Nghe thấy giống hết chai này vậy? Đúng rồi. Uống một chai đó mà em. Úi trời ơi. Nãy giờ mình cũng thèm đá me nhưng mà mình không ngờ là ngang cái tô này mình lại dính một chai đá me ấy mọi người. Ok, bây giờ review luôn ha. Review luôn đi. Càng đi, càng đi. Ví dụ ra ăn tầm khoảng 3-4 tô rồi mà làm tô chai này thì không có xi nhê. Nhưng mà 5 tô rồi làm chai này là xi nhê đấy. Ngon lắm ấy, ngon lắm mọi người. 10.000 thôi nha. Cái đồ chua mà nói nó có tích cái vị giác. Nãy giờ mình cũng hơi nê nhưng mà ăn làm thì cảm giác nó xuống ấy. Với lại nó chua chua nó có tích cái vị giác là mình càng ăn hơn. Vị chua. Đúng rồi. Được á. Rồi, mời em. Rồi cái này là mình phải vừa ăn vừa uống hết nha. Rồi lấy đi. Ok. Phần thưởng cuối cùng đây. Ok nha. 100.000. Miếng gân nãy giờ mình chưa được ăn nè. Cái này bỏ gân ra. Còn cuối cùng rất là nhiều nha cả nhà. Đây, một mình Việt ăn như đây rồi. Quá khủng khiếp. Rồi, coi như là vòng xoay xong rồi đó. Mình sẽ cất cái này đây để mình chơi vòng quay nhân phẩm cho những bạn sau. Bây giờ cùng đón xem nha. Có anh Việt ơi. Có chả này nè mọi người. Chả Huế nè. Thấy con giò đó ok không? Ngon lắm ấy. Tô cuối là tô đặc biệt nên nó có cả giò nữa em. Đi ăn những tay chân mới sạch sẽ mọi người. Lau cho sạch tí là cầm đũa đúng không? Có nhiều người cũng nói em là đi ăn á mặc đồ như vậy lịch sự. À. Buông áo ba lỗ vậy đó. Giờ ấy mình có hai tay lận mọi người, một là việc 6 muối, hai là việc high style. À. Sẽ có những ngày các bạn thấy mình trong style rất là dơ. Dơ. Rất là đời thường. Nhưng sao nước này sao lại dùng từ dơ không? Không phải là tay bùi bạc. À, bùi bạc đi ha. Nếu mà có một số ngày phong nhà trần đó là sẽ bất ngờ. Đến cả những người quen của mình cũng vậy. Bình thường thấy mình mặc tay nó bình thường quá ấy.
Để như thế mình mà style mặc đồ đi làm ấy nhìn đâu ra đâu. Tại vì á Việt là vận động viên calisthenics đó cả nhà. Cho nên là Việt cũng hay có những cái áo mà giống như những người mà hay tập thể thao á. Nên cả nhà cũng thông cảm nha. No chưa? 6 tô này không phải vừa đâu. Này các bạn, anh Hùng nói gì không? Tham quá, ổng nhìn lui nhìn tới, không có tô nào, ổng phải uống sữa đậu nành từ nè. Ngon lắm anh Hùng ơi. Đấy, anh Điền này ăn còn chọc tức mình nữa chứ. Rồi, xong. Rồi, bỏ đây luôn em. Yeah. 400k. Chưa được 400k nè, cái này nè. À đúng rồi. Chính xác nha. À đây. Rồi. Cái bụng cả nhà ơi, căng lắm. Bung nút rồi mọi người. Wow. Đây là bằng chứng cho cả nhà thấy là Việt ăn thật nha. Tại vì ăn xong là cái bụng nó căng ra luôn mà. Chứ nãy giờ mình đi gặp khách hàng mà nó căng như vậy sao mình đi đúng không? Đúng rồi. Quá hay. Rồi. Ngon lắm mọi người đây. Em được trao em phần thưởng cuối cùng. Yeah. 400k nha. Yeah mọi người ơi. Rồi. Quá hay luôn. Nhờ cái trò chơi này mình đánh giá là nó làm cho mình thứ nhất là ăn thoải mái hơn, thứ hai là tạo thêm cái niềm vui cho mọi người khi coi clip ấy. À. Ăn còn thấy ngon hơn nữa. Đây, hôm nay là thành phẩm của em nè. Thì cũng rất là cảm ơn cả nhà. Thời gian qua mình gặp những bình luận tiêu cực cả nhà, mình thấy hơi buồn một chút, nhưng mà thật ra mình suy nghĩ lại á, vẫn còn rất là nhiều cô chú anh chị ở Việt vẫn comment ủng hộ mình. Thay vì mình nhìn vào những cái tiêu cực đó, mình sẽ nhìn vào những cái bình luận đó để mà mình tiếp tục cố gắng cả nhà. Mình xin được gửi lời cảm ơn đến những cô chú anh chị, cô Năm Luôn nè, chị Nguyễn Thị Tôn Nữ gì nè, chị Như Huỳnh đó. Nói chung là rất là nhiều anh chị là hiểu tụi em, hiểu cái tính tụi em, thì biết tụi em từ đầu là biết tụi em sẽ gây hẳn chứ không phải là mình lợi dụng các em cái gì ha. À, còn bây giờ thì thôi mình cũng kết thúc clip để cho Việt tranh thủ chạy qua chỗ làm. Ok. Để mà nói chung bây giờ em đi là tới anh chuẩn bị quay với mấy bạn kia đó. Ok nhá. Chứ bữa nào cũng ráng sắp xếp để đi quay chung. Yeah. Cho vui. Đúng rồi. Cầm camera đồ. Ok, tại vì cái thời gian tầm này là thời gian của mình hơi bận, nên là cái thời gian mình đi cây với mọi người nó sẽ hơi ít đi một tí. Tại vì cái đặc thù với công việc của mình. Mà qua tháng 4 là khỏe hơn. Đúng rồi, qua tháng này cái là từ giờ động khỏe là mình sẽ xuất hiện nhiều hơn, mình sẽ gặp mọi người nhiều hơn. Đó, ok. Rồi còn bây giờ cả nhà thấy món ăn ngon tại quán Bún Bò Gốc Huế 33 số 41 Lê Niệm, quận Tân Phú. Thì cả nhà hãy ghé qua để trải nghiệm những món bún bò bên đây nha. Rồi thì anh em mình có cái fanpage Facebook, nếu như người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và theo dõi fanpage của kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh Phan Đi Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của mình là Phan Đi Hùng 116 và Võ Sư Lộc, và hai TikTok án là Phan Đi Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phan Đi Hùng. Trong danh sách đến như các bạn bất cứ thứ nào thì để lại một đoạn comment và đánh xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn. Bye bye. Ok.